Chào mấy bác. Em đi bãi về sẵn ghé Đức Hai Nhóc quá. Sẵn quay ít đồ cho các bác xem nhé. Tại vì Hai Nhóc đang chơi ngoài kia, em cũng rỗi việc. Hôm nọ bác nào hỏi em dây điện bãi các bác. Dây điện bãi rất là xịn nha. Dây này hàng chuẩn. Em thấy xài rất là sướng luôn á. Cứ lâu lâu đi nhặt tầm 2-3 ký về xài hết lấy nữa các bạn. Làm hàng cho mấy bác. Thì dây này là chuẩn, xài ok. Yên tâm, an tâm. Bắt đầu mua cần em mua hộ nha. Chứ cái này cũng chẳng lời lãi bao nhiêu. Bãi đang bán 100k ký các bác. Tùy đồng đang lên đang xuống nha. Hiện tại 100k ký. Tiếp tục được hai cây cây trục dài, một cái Makita, cái hôm nọ rất là ngon luôn á. Hàng này còn xài rất là ok, chỉ bị cắt dây thôi, chứ hàng này một cái như vậy gần 6 kg, gần 6 kg nha. Hàng này hàng xịn Makita. Thì cái này điện 220 các bác, mua về đấu dây là xài thôi. Hàng này em bao sống nha. Thì cái này cũng không có nhiều các bác, không có số lượng, không có nhiều nha. Lâu lâu moi móc nhặt được cái. Cái hôm nọ em bán 450 nha, không bao ship. Nhưng mà cái này đẹp hơn nè. Cái này đẹp hơn rất là nhiều. Vệ sinh sơ là rất là mới, còn liền lạc. Em bao xài nha. Cái này em bán 550 nha, không bao ship. 550. Mấy cây này mua môi móc cũng cực. Về vệ sinh, em vệ sinh sơ thôi. Rồi test, rồi gói. Cây này em lãi 200. Bao nhiêu tất cả công việc đấy mà lãi 200 các bác nha. Cho em lãi thêm 200 nha. Hôm nọ lãi bán chị chơi lãi 100. Ok, cây này thì em về thêm hai bộ này nha. Bộ này trước đây thì về được một ít thì bán hết rồi. Cái này thì em vẫn giữ giá cũ các bác, vẫn 500 nhé. Vẫn 500 một cái như này. Hai đầu trục. Không bao ship nha. 500. Hàng này thì chạy đi. Chạy mà không nghe tiếng á nha, hàng này nè. Chạy không nghe tiếng á. Cơ bản thì nó bị cắt mấy cái tụ các bác nha, cắt mấy cái tụ. Nhưng mà hàng này cơ bản là hàng mới chưa xài. Các bác nhìn thấy ron các kiểu à, hàng mới chưa xài. Được hai cái nha. Hai cái. Cái này em lấy thêm nha, về bác nào xài thử xài. Dầu vẫn còn nha. Cái này cũng không phải hàng Nhật, nhưng mà nói chung là hàng Nhật bãi. Cái này hàng Đài Loan xuất Nhật, ở bên Nhật họ xài. Rồi họ cái này không hiểu là đã xài chưa hay chưa xài các bác. Em thì cũng không rành. Nói chung lấy một cái về cho có rồi bán được thì lần sau lấy tiếp, bây giờ cũng không biết xài chưa xài. Nói chung về em sẽ test. Không biết xài, em cũng chưa từng xài qua mấy cái này các bác. Thấy trên bãi nó vừa về đổ xuống thì thấy đẹp, vệ sinh thì như mới. Cái này nặng gần 20 cân, động cơ một ngựa các bác. Xin lỗi nha, của China nha, động cơ một ngựa 220 50 hạt. Để em xem nó hút được bao nhiêu nha. Hai trăm mười hai lít trên phút là bao nhiêu nhỉ? Nói chung thông số đây nha, 212 capacity nha, 212 lít trên một phút. Ok, với thêm một số cái hộp giảm tốc,
Cái này 24V nha. Cái này 24V không có hộp giảm tốc. Không giảm tốc 24V. Cái này hàng ở Đài Loan. Hàng Đài Loan, hàng Taiwan. 100W 24V 2000 vòng. Dòng 7,8A. Máy in Taiwan. Cốt đầu ra răng 12mm. 12mm. Cái này 12 chuẩn các bạn, 12 chuẩn luôn nha. Cho nên mình bắt được những cái collect vào á. Bắt ok nha. Thì cái này mình lấy về làm mẫu thôi, làm mẫu. Còn cái này thì là 12V, 12V 65W, dòng 10A, 2000 vòng, qua một hộp số các bạn. Hộp số thì là 7.5, 12V qua hộp số. Cái làm tời tốt lắm nha, tời ngon. Ở đây là toàn bộ ấy. À quên, chưa báo giá. Báo giá con này nha. Con này mình bán thử nha bác. Bán thử nha. À, 1.4 triệu. 1.4 triệu. Mình để về mình test lại nha. Cái lô này hàng mới chưa xài nè. Đầu dây các bạn, từ hãng ra nó như vậy nè nha. Tại cái máy nó tước, nó kiểm tra. Cái máy nó sẽ tước một ít rồi nó đo. 1.4 triệu, không bao ship, cực kỳ nặng. Còn động cơ 24V 100W. Cái này cũng rất là nặng ha, tầm 4kg. Cái này cũng khoảng 350k nha các bác, 350k nha. Còn bộ giảm tốc 12V này thì đắt hơn. Giảm tốc 12V. Bộ này chỉ có đúng được 1, 2, 3, 4, 5, 6 bộ. Đúng được 6 bộ. 6 bộ. Cái này 450k một bộ nha. 450k một bộ. 12V giảm tốc. 450k. Cây này em bán lên 100k nha. Khách nào mua được mua nha, mua được không sao nha. Có nhiều bác có rất nhiều ý kiến nhưng mà đối với em không sao cả, vô tư, thoải mái, tự do ngôn luận. Cái cục này là cục ấy nè, cao su, su của Mỹ. Cục này em bán 165k. Cái này trong cái gối, mấy cái gối xe hơi các bác, hoặc là xe tàu, xe gì, xe tải gì. Make in USA nha. Cái đường kính trong là 60, thép rất là dày. Đường kính ngoài là 100, như trăm mấy á. Mình có làm một cái clip rồi nó đó, lấy cục về làm mẫu. 165k, bán cục lãi 20-30k cho bán cho có. Này bác nào mua 10 cục gói cũng chết. Thép. Cục là gần 4 cân, 3 cân mấy 4 cân. Xuống. Mấy cái động cơ bước cốt 8 vì em lắp lên mấy cái trục vít me cốt 8. Cái này ngày xưa mình mua có 50.000, ở đây bán khá là cao. Moon nha, của Moon thì khá là ngon. Moon thì của Korea. Moon thì khá là ngon. Mua 4 cục mà 300 mấy các bác. Cái này em về em ráp lên đấy nha.
ở đây bán khá là đắt, 4 cục 300 mấy. Chung khách nào mua thì mình để lại 150k một cục nha, không em ráp lên đấy em bán chứ cũng đắt. Ok, công viên rất là đẹp ha, thoải mái. Chiều đi trước mấy nhóc anh em hay ra đây chơi các bạn. Khu này rất là đẹp. Ở TMC chắc nhiều bác biết khu này. Ok, thank you các bác nha.